Xin chào các bạn. Bữa nay chúng ta lại quay lại tiếp tục học kanji của bài số 6 ha. Cái cuốn Ám Nhiên này nè, thì mình chưa học tới, thì ra là mình sẽ để qua một bên. Cái việc học kanji thì mấy bạn nhớ lúc nào cũng vậy cả, học cuốn bộ này trước ha. Cuốn bộ này thì là học từ phía sau ra phía trước. Đây là ý nghĩa trọn vẹn của nó. Chúng ta rút ngắn lại tạo thành cái cuốn phiên âm này. Sau đó chúng ta mới nhìn mặt bộ và đọc lại, đặng mà chúng ta làm bài tập mina thì chúng ta mới có thể là ghi tất cả những kanji của nó ra. Chứ nếu mà không biết bộ thì chúng ta đặt bút xuống chúng ta ghi mà chúng ta không biết bộ đó là bộ gì thì nó rất nguy hiểm ha. Số Zalo của Phú là 0903 651 824, mấy bạn có thắc mắc gì thì có thể hỏi ở bên đó. Rồi cái cuốn bộ này mấy bạn nhớ ôn nha, và mấy bạn nhớ phương pháp này nó chỉ thành công khi mà mấy bạn làm đúng tất cả các bước. Đầu tiên á, là cuốn bộ phải học thuộc lòng, kanji trong từng bài kanji là phải học thuộc lòng. Thứ ba đó chính là tất cả bài tập của Mina phải làm bằng hệ kanji, tại vì thời gian mình học nó rất là dài, thành ra mỗi ngày mà chúng ta đều làm bài tập bằng chữ kanji thì là cái cuối cùng chúng ta có nó sẽ là kanji. Một cái nữa là chúng ta phải photo cái phần mà không có phiên âm á, giống như thế này nè, đây là tấm giấy A3 giấy cứng, rồi sau đó một tờ vậy là 1.000 mình phô ra ha, rồi sau đó chúng ta cắt nó ra làm thành cái bộ lách cạc giống như vậy nè, rồi mình bỏ túi, mình đi tới đâu thì mình cầm mình đọc, mình có thể ghi phiên âm ở phía sau này hoặc là ghi cái vị trí của cái bài. Đó là những cái bước mà chúng ta cần ha. Đầu tiên là thuộc lòng bộ, thuộc lòng kanji, cắt lách cạc và làm bài tập mina bằng chữ kanji. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục vô trong bài số 6 ha. Vậy chúng ta sẽ học tiếp 15 chữ này mình đọc ha. Thực sự cửa miên hấp kêu kiến canh văn bưng đọc đu cửa thu xô máy bay tốt xe trừ tả xa rồi chăng xin hỏi cây hữu diêu đặt ta trừ chiêu chô đó. Rồi chúng ta lật lên phía trước này, chúng ta cũng cứ nhìn lại và chúng ta đọc phần này là phần với photo nhé các bạn. Mình đọc ha, thực xô cửa ẩm miên hấp kêu kiến canh văn bưng này ha, đọc thuộc lòng rồi thì nó dễ. Thực xô cừ ẩm miên hấp kêu kiến can văn bưng đọc đu cừ thu xô máy bay tốt sẽ trừ tả xa rồi chăng xin hỏi cai hữu diêu đặt ta trừ chiêu chô. Mình đọc nhanh lên ha, này là nó phải thuộc lòng nha. Thực xô cừ ẩm miên hấp kêu kiến can văn bưng đọc đu cừ thu xô máy bay tốt sẽ trừ tả xa chăng xin hỏi cai hữu diêu đặt ta trừ chiêu chô. Là tới đây rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta ghi thực. Thực có nghĩa là ăn, là chữ này ha bạn, nó có cái bộ nhăn ở trên đầu, chúng ta sẽ ghi chữ nhăn. Cái nắp này là chữ nhăn nè ha. Sau đó một chấm, cái chữ bên dưới á, nó là chữ lương, nhưng mà mình tách chữ lương ra thì nó là chủ chấm với lại cắn quẻ. Cắn là một một trong 12 vẻ bói á. Chúng ta ghi cái này xuống đây ha. Ha, thực sô cừ. Hoặc là chúng ta có thể ghi nét này trước, ví dụ như chúng ta ghi một chủ chấm ở đây. Sau đó ghi cái này xuống trước, đá lên. Rồi kéo cái này xuống, rồi gạch ngang, rồi chấm ở đây. Ha, gạch ra. Đây là bộ nhăn người ha, đây là bộ chủ chấm, còn đây là bộ cắn quẻ nha. Rồi. Rồi, ẩm in. Ví dụ như ẩm thực thì mình ráng lại mình đọc là in sô cừ, đó là ẩm thực ha, nó có bộ khiếm ở phía sau và bộ thực ở phía trước nè. Đây là biến thể của bộ thực thì chúng ta vẫn ghi bộ thực lại, đó là nhăn người nè, ha. Chủ chấm nè, rồi sau đó cắn quẻ nè. Đó, ủa lộn, chúng ta chỉ nó thiếu cái bộ như này, nó chỉ tới đây thôi ha. Rồi sau đó tới bộ khiếm, khiếm thiếu ha, khiếm trong từ khiếm khuyết á đó. Ăn uống mà thiếu, thiếu ăn thiếu uống thì đó chỉ là có thể thiếu ăn thì chỉ có thể là uống thôi ha. Chữ này chữ ẩm nó đọc là in, ẩm thực thì đọc là in sugar ha. Rồi hấp kêu, hấp có nghĩa là hút, trong bài số 6 nó là suy mát á, thì hút thì chúng ta phải dùng dùng miệng, thì nó gồm có bộ khẩu ở phía phía đầu nè ha, gạch xuống nè rồi kéo ngang gạch xuống đóng nó lại, rồi sau đó bắt đầu mới tới bộ nhăn ha, bộ nhăn, rồi sau đó chúng ta viết cái chữ này là nó là chữ cặp nha mấy bạn, chúng ta viết số 3 vô đó thì đó là chữ hấp ha, hấp kêu. Hấp là hút. Rồi kiến ken, chữ kiến thì dễ rồi, đi đâu cũng phải đem theo con mắt, là bộ một ở phía trên đó, rồi nhân đi ở phía dưới, chữ này thì dễ rồi, kiến ken. Rồi văn bưng ha, văn bưng thì giờ chúng ta sẽ có bộ môn, môn là cái cửa
Đó, cái bộ này các bạn ơi viết lộn nè, cái nét bên đây nè. Thì chúng ta gạch cái này xuống trước, rồi chúng ta gạch cái này ngang, rồi kéo xuống, đá nhẹ lên, rồi gạch này qua. Đó, thì tất cả nó đều đi theo hướng từ bên đây qua bên đây cả. Rồi chúng ta luôn cái lỗ tai ra. Cái lỗ tai này các bạn cũng ưa ghi lộn rồi ghi bộ một vài à. Thì các bạn ghi gạch cái nét này dài trước nè ha. Gạch cái nét này dài trước, sau đó kéo cái nét này xuống hơi ngắn thôi. Rồi kéo cái nét này xuống nó dài hơn chút xíu. Rồi chúng ta gạch một nét chính giữa, hai nét chính giữa, rồi sau đó ba nét tới đây ha. Nét này nó dài hơn chút xíu rồi nó ra. Đây là văn bưng ha. Đọc đô cừ ha, đọc có nghĩa là đọc sách á. Đọc á thì nó gồm có bộ khẩu, tại vì mình đọc bằng miệng. Đó là bộ ngôn chứ lộn ha, bộ ngôn. Chúng ta đọc bằng miệng, sau đó chữ mại nghĩa là mua bán ở phía sau. Thì ở trên đây mấy bạn thấy đây là chữ sĩ, thành ra cái nét ở trên nó dài hơn nét ở dưới. Đó. Rồi sau đó bắt đầu tới mịch là chùm che đậy lại, rồi sau đó tới nhân đi ha. Đây là đọc đô cừ. Rồi thư xô. Chữ thư này thì ở trên mấy bạn tách ra nó có bộ kệ là đầu con nhím, thì chúng ta sẽ ghi bộ kệ trước. Chắc hồi phải nướng cái bảng này nữa quá, nó nguội cái nó ưa vậy á. Kệ là đầu con nhím. Sau đó chúng ta kéo bộ thổ xuống ha. Thổ đất nè. Sau đó chúng ta dùng bóng đèn hay là tượng trưng cho mặt trời ha, là nhật ngày. Rồi. Đây là thư xô. Rồi chữ mãi bay ha. Chữ mãi thì nó gồm có bộ võng. Có nghĩa là kinh doanh thì đừng có gian lận, tại vì nếu mà gian lận thì là sẽ không thoát được cái chữ võng này ha. Đây là lưới trời. Ở dưới bối là vật báo ha. Bối là vật báo. Bối báo. Đó, đó là chữ mãi bay ha. Rồi, tót xa trừ. Chữ tót này nó gồm hai bộ. Tót này là trong từ chụp hình, thành ra chụp hình là nó phải dùng tay, thành ra nó có bộ thủ đầu. Rồi sau đó ở phía sau nó là chữ tối, thì nó gồm có bộ nhật ở phía bên trên ha. Rồi sau đó tới nhĩ tai nè, là cái lỗ tai này ha. Đó, rồi tiếp theo hụ, bộ hụ lại đó. Thì đây là chữ tót ha. Tót xa trừ. Tả xa thì nó gồm có bộ mịch trùm. Cái bảng này viết đẹp nè, cái bảng này nó nhám. Không biết sao bữa đó mua rồi sao là lọt được cái bảng này, cũng lâu lắm rồi. Mấy bảng này nó trơn, còn cái bảng này nó nhám, giá thì nó giống nhau. Rồi sao chắc đi kiếm mấy cái bảng này mua quá. Cho nó đỡ hơn. Cái này gạch ngang, cái này là nét, sau đó chúng ta cổ xuống ha. Rồi sau đó chúng ta gạch ngang ha. Đây là tả xa. Rồi, chân xin ha, trong từ chân chính. Thì chân chính thì nó gồm có là thập toàn ha, là thập mười. Rồi sau đó một là con mắt ha, một mắt. Rồi sau đó nhất một, nhất một và bát tám ha. Đây là chân xin. Hội cai ha. Chữ hội này thì đơn giản rồi, chữ hội này chúng ta học rất là nhiều lần rồi. Hội cai ha, nhân nhị. Rồi tiếp theo là khư ha. Hội cai. Hữu diêu. Chữ hữu này nó do là chữ hữu á, cái hữu lại đó. Là nhất một nè, phiệt trái, rồi tiếp theo là hữu lại ha, là chữ hữu diêu. Có ư nha bạn. Chữ này ba chữ, chữ diêu này có ư ha. Nó ba chữ nó có ư hoặc là nó không có ư tùy theo. Nhưng mà hai chữ là nó sẽ không có ư, còn bốn chữ là 90% nó sẽ có ư ha. Chúng ta nhớ cái đó, còn ba chữ thì có thể có ư, có thể không có ư. Đó là trường âm của nó. Rồi chữ đạt trong từ thành đạt. Chúng ta đi 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 đâu? Đi làm kiếm tiền mua đất. Đó là phải có đất điền, đó là thổ. Tiếp theo chúng ta phải mua gia súc, là mua con dê ở phía dưới. Sau đó là xước, là bước đi ha. Đó, đạt ta trừ. Rồi chiêu trô. Chữ chiêu này các bạn coi chừng cái bộ đầu này, coi chừng nó lộn với lại chữ xa á nha. Đây là thập tảo hoặc là thập nhật thập ha. Rồi sau đó nguyệt. Cái chiêu này là buổi sáng, trong từ a sa đó. Chiêu trô. Rồi giờ chúng ta sẽ ôm nó lại nè. Chiêu trô ha, đạt ta trừ, hữu diêu, hội cai, chân xin, tả xa, tốt xa trừ, mãi bay. Rồi tiếp theo thư xô, đọc đô cừ, văn bưng, kiến ken, hấp kiêu, ẩm in, thực xô cừ.
thực sô cừ, ẩm in, hấp kiêu, kiến ken, văn bưng, độc đô cừ, thư sô, mãi bay, tốt xa trừ, tả xa, chăn xin, hội cai, hủ diêu, đạt ta trừ, chiêu chô. Ha, rồi. Các bạn nhớ ứng dụng những chữ kanji đã học vào làm bài tập của Mina bài số 6 bằng chữ kanji ha. Và nhớ là phải cắt lát kẹt, kèm theo là phải học thuộc lòng, để khi mà kanji của mấy bạn nhiều rồi á, mấy bạn vẫn ôm được. Còn nếu mà không thuộc lòng á, nó nhiều lên quá rồi làm sao, đâu có được, đâu có đường ôm đâu. Mà không ôm thì không được. Ngày đầu Phú không yêu cầu mấy bạn là phải học thuộc lòng. Ngày đầu chỉ cần đọc trôi thôi. Những ngày sau đọc nhanh lên thì là khoảng cỡ 4 ngày sau nó sẽ thuộc lòng. Nhưng mà trong 4 ngày đó đó thì mình vẫn học những bài tiếp theo nha. Có nghĩa là học giống như cuốn chiếu vậy đó. Bữa nay học bài 1 thì đọc cho nó trôi, bữa sau học bài 2 thì đọc trôi bài 1, đọc nhanh lên, sau đó đọc trôi bài 2. Rồi sau đó bắt đầu ngày 3 thì mình đọc bài số 3 cho trôi, thì bài 1, bài 2 lúc này nó đã nhanh hơn chút xíu nữa rồi. Mình học theo kiểu cuốn chiếu giống như vậy đó. Nha, cố gắng đọc mỗi ngày nha các bạn. Và nhớ làm bài tập Mina bằng chữ kanji nha.